Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 6 mạch tuần tự 3 của môn thực hành thiết kế vi mạch số với ngôn ngữ VSDL. Tiếp tục nội dung thứ 6, ký tự tự tạo số to trên LCD. Bài tập 639 yêu cầu như sau: thiết kế mạch đếm hai số BCD có SVK10, chọn tín hiệu enable 1 Hz hoặc 5 hoặc 10 hoặc 20 Hz, có switch power điều khiển backlight, có button 0 làm reset, có button 1 làm enable SS, có button 2 làm enable up down, có button 3 thay đổi hiển thị giá trị đếm to nhỏ, hiển thị tần số chọn và hiển thị trạng thái stop run up down trên LCD. Đồng bộ theo xung CK hệ thống có tần số 50 MHz. Bài tập 639 này giống như bài tập 633, có thêm yêu cầu là button 3 thay đổi giá trị hiển thị to nhỏ và hiển thị thêm tần số được chọn. Mục đích của bài này, thứ nhất là biết xử lý đổi số to nhỏ khi nhấn button, thứ hai là biết đếm hai số SS up down hiển thị số to số nhỏ trên LCD, thứ ba là biết lập trình thiết kế mạch dùng ngôn ngữ VSDL, thứ tư là biết quan sát đánh giá kết quả trên kit FPGA. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất, tiến hành xây dựng sơ đồ khối. Từ yêu cầu của bài tập 639 kết hợp với bài 633 thì bài tập 639 này gồm có các khối con như sau: 3 khối đếm 1 bit button, khối đếm 2 số SS đồ đề, khối chim bự enable, khối hiển thị 4 tần số, khối giải mã số to nhỏ gồm có 2 khối, khối LCD gắn dữ liệu 2 số to nhỏ, khối LCD khởi tạo hiển thị số to cùng với module LCD 20x4. Bây giờ ta sẽ đi kết hợp các khối này lại với nhau và đây là kết quả sau khi kết nối. Như vậy, bước thứ nhất đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ hai, tiến hành phân tích. Để thuận tiện cho việc gắn chân cũng như việc kiểm tra kết quả trên kit FPGA thì ta thiết kế thêm một khối bao phủ bên ngoài được đặt tên là đếm hai số SS đồ đề hiển thị LCD số to nhỏ button với tín hiệu ngõ vào gồm có button 1, button 0, button 2, button 3, CK hệ thống switch power, switch 10 và tín hiệu ngõ ra gồm có LCD DB 8 bit, LCD RS, LCD E, LCD power. Tiếp theo ta sẽ đi phân tích chức năng của các khối cũng như các tín hiệu liên lạc giữa các khối với nhau để hiểu rõ được sơ đồ khối của bài tập 639 này. Nhưng do bài này là mở rộng của bài 633 cho nên ta chỉ phân tích sự thay đổi so với bài 633. Sự thay đổi đầu tiên là hai khối giải mã số to của bài 633 được thay bằng tên mới là giải mã số to nhỏ vì yêu cầu của đề bài có sự biến đổi từ số to thành số nhỏ và ngược lại cho nên chúng ta thay đổi tên cho nó phù hợp. Trong sơ đồ khối này thì ngoài hai tín hiệu số nhỏ ngõ vào 4 bit và số to ngõ ra 48 bit giống như bài giải mã số to thì nó còn có thêm hai tín hiệu ngõ vào mới, đó là vị trí số nhỏ 3 bit và trạng thái to nhỏ 1 bit. Sự thay đổi thứ hai so với bài 633 là có thêm một khối mới, đó là khối đếm 1 bit button thứ 3 với tín hiệu ngõ vào button được nối với button 3, tín hiệu ngõ ra quy được nối với tín hiệu trung gian là trạng thái to nhỏ. Và tín hiệu này sẽ nối đến hai ngõ vào trạng thái to nhỏ của hai khối giải mã số to nhỏ để cho khối này thực hiện việc giải mã số to hoặc số nhỏ. Sau khi cấu hình cho chip FPGA hoặc sau khi nhấn nút reset button 0 thì ngõ ra quy của mạch đếm 1 bit button thứ 3 này sẽ bằng 0. Khi đó hai ngõ vào trạng thái to nhỏ của hai khối giải mã số to nhỏ sẽ bằng 0 và hai khối này sẽ tiến hành giải mã theo số to. Khi ta tiến hành nhấn nút button 3 thì ngõ ra quy sẽ đổi trạng thái từ 0 lên 1. Khi đó hai ngõ vào trạng thái to nhỏ của hai mạch giải mã số to nhỏ này sẽ bằng 1 và khi đó hai mạch này sẽ tiến hành giải mã theo số nhỏ. Sự thay đổi thứ ba là khối này đã được đổi tên mới thành LCD gắn dữ liệu hai số to nhỏ, có thêm tín hiệu ngõ vào trạng thái to nhỏ để hiển thị trạng thái to khi hiển thị số to, hiển thị trạng thái nhỏ khi hiển thị số nhỏ. Các khối còn lại thì giống như bài 633. Tiếp theo ta sẽ nói về chức năng của tín hiệu ngõ vào vị trí số nhỏ trong hai khối giải mã số to. Một số to có 6 đoạn 0, 1, 2 dùng để hiển thị hàng trên của LCD, 3, 4, 5 dùng để hiển thị cho hàng dưới của LCD. Khi chuyển từ số to sang hiển thị số nhỏ thì số nhỏ chỉ chiếm một vị trí trong 6 vị trí của số to và chúng ta phải thiết lập vị trí để hiển thị cho nó phù hợp thì có 2 vị trí để hiển thị phù hợp. Vị trí thứ nhất thì hàng chục phải ở vị trí số 2, còn hàng đơn vị phải ở vị trí số 0 như hai khung màu đỏ trong hai số này, hoặc hàng chục phải ở vị trí số 5
và hàng đơn vị phải ở vị trí số 3. Như vậy có hai vị trí để hiển thị hai cặp số nhỏ. Và trong trường hợp này thì tôi chọn vị trí đầu tiên là hàng chục ở vị trí số 2 và hàng đơn vị ở vị trí số 0. Như vậy việc phân tích đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ 3, tiến hành viết chương trình cho các khối. Đây là phần khai báo entity cho chương trình chính có tên là đếm hai số SSUD, hiển thị LCD số to nhỏ button. Phần khai báo các bọt vào ra thì hoàn toàn giống như bài 633, với CK hệ thống là bọt ngõ vào, button là bọt ngõ vào 4 bit, switch là bọt ngõ vào 2 bit, switch power là bọt ngõ vào 1 bit, LCDE, LCDRS, LCD power là các bọt ngõ ra 1 bit, LCDDB là bọt ngõ ra 8 bit. Tiếp theo là phần kiến trúc khai báo các tín hiệu trung gian LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3, một tín hiệu là 160 bit. Khai báo tín hiệu trung gian đơn vị chục, một tín hiệu là 4 bit. Khai báo hai tín hiệu đơn vị tần số, chục tần số, một tín hiệu là 4 bit, dùng để hiển thị tần số chọn. Khai báo tín hiệu mã số to đơn vị, mã số to chục, một tín hiệu là 48 bit. Khai báo các tín hiệu trung gian reset, button SS, button up down, button to nhỏ, enable up down, enable up down N, enable SS, enable DB, enable 1H, 5H, 10H, 20H. Tín hiệu trạng thái to nhỏ, begin bắt đầu mô tả các lệnh của kiến trúc. Gắn ngõ vào switch power cho tín hiệu ngõ ra LCD power. Gắn ngõ vào button 0 cho tín hiệu trung gian reset. Gắn ngõ vào button 1 cho tín hiệu trung gian button SS. Gắn ngõ vào button 2 cho tín hiệu trung gian button up down. Gắn ngõ vào button 3 cho tín hiệu trung gian button to nhỏ. Lấy tín hiệu enable up down N phủ định, gắn cho tín hiệu trung gian enable up down. Tiếp theo là các lệnh mô tả cho các khối công bên trong. IC1 chính là khối chim enable. IC2 là khối hiển thị 4 tần số. Phần ánh xạ các bọt vào ra cho các khối này giống như các bài trước đã trình bày. IC3 là khối đếm 1 bit button. IC4 cũng là khối đếm 1 bit button. Phần ánh xạ các bọt vào ra cho hai khối IC3 và IC4 cũng giống như các bài trước đã trình bày. IC5 là khối đếm 1 bit button mới. Phần ánh xạ các bọt vào ra như sau. Ngõ vào CK hệ thống sẽ nói với CK hệ thống từ bên ngoài. Ngõ vào reset sẽ nói với tín hiệu reset trung gian. Ngõ vào button sẽ nói với tín hiệu trung gian button to nhỏ. Ngõ ra Wii sẽ nói với tín hiệu trung gian là trạng thái to nhỏ. IC6 là khối đếm 2 số SSUD. Phần ánh xạ các bọt vào ra thì hoàn toàn giống như các bài trước. IC7 là khối giải mã số to nhỏ, phần ánh xạ các bọt vào ra như sau. Ngõ vào số nhỏ sẽ nói với tín hiệu trung gian đơn vị. Ngõ vào trạng thái to nhỏ sẽ nói với tín hiệu trung gian trạng thái to nhỏ. Ngõ vào vị trí số nhỏ nói với số nhị phân 000. Như vậy, hàng đơn vị sẽ hiển thị ở vị trí thứ 0 như đã trình bày ở phần phân tích. Ngõ ra số to sẽ nói với tín hiệu trung gian mã số to đơn vị. IC8 chính là khối giải mã số to nhỏ thứ hai. Phần ánh xạ các bọt vào ra như sau. Ngõ vào số nhỏ sẽ nói với tín hiệu trung gian hàng chục. Ngõ vào trạng thái to nhỏ sẽ nói với tín hiệu trung gian trạng thái to nhỏ. Ngõ vào vị trí số nhỏ sẽ nói với số nhị phân 010, tương đương với số thập phân là 2. Như đã phân tích thì khi hàng chục hiển thị số nhỏ thì nó sẽ hiển thị ở vị trí số 2 để nằm kề hàng đơn vị. Ngõ ra số to sẽ nói với tín hiệu trung gian mã số to hàng chục. IC9 là khối LCD gắn dữ liệu hai số to nhỏ, phần ánh xạ các bọt vào ra như sau. Các ngõ vào, mã số to đơn vị, mã số to chục sẽ nói với hai tín hiệu mã số to đơn vị và chục tương ứng. Các ngõ vào đơn vị tần số, chục tần số, trạng thái to nhỏ cũng được nói với ba tín hiệu trung gian tương ứng. Ngõ vào enable SS, enable up down cũng được nói với hai tín hiệu trung gian tương ứng. Các ngõ ra LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3 cũng được nói với các tín hiệu trung gian tương ứng. IC10 là LCD khởi tạo hiển thị số to, phần ánh xạ các bọt vào ra, giống như các bài trước đã trình bày. Kết thúc chương trình cho khối chính ở bên ngoài, đếm hai số SSUD hiển thị LCD, số to nhỏ button. Tiếp theo là chương trình cho khối con, giải mã số to nhỏ, phần khai báo entity. Trạng thái to nhỏ là bọt ngõ vào 1 bit, vị trí số nhỏ là bọt ngõ vào 3 bit, số nhỏ là bọt ngõ vào 4 bit,
Số to là bọt ngõ ra 48 bit phần kiến trúc. Tiếp theo là định nghĩa loại dữ liệu mới có tên là mã 8 đoạn table, rồi khai báo mảng mã 8 đoạn, rồi định nghĩa loại dữ liệu mã số to, khai báo tín hiệu mã số thuộc loại dữ liệu mã số to, hoàn toàn giống như các bài trước đã trình bày. Begin bắt đầu các lệnh của kiến trúc, đây là process, với tín hiệu nhảy là số nhỏ, trạng thái to nhỏ, vị trí số nhỏ. Begin của process thực hiện 6 lệnh gán cho mã số từ thứ 0 đến thứ 5 với hàng số là x20, chính là các ký tự khoảng trắng. Sau đó sẽ thực hiện lệnh if. Xét điều kiện trạng thái to nhỏ xem có bằng 1 hay không. Nếu đúng thì đang chọn chế độ hiển thị số nhỏ, khi đó lệnh khê này sẽ được thực hiện. Nếu giá trị của tín hiệu vị trí số nhỏ là 000 thì lệnh gán này sẽ được thực hiện. Lấy x3 nối với số nhỏ gán cho tín hiệu mã số tại vị trí thứ 0. Nếu vị trí số nhỏ là 001 thì lấy x3 ghép với số nhỏ gán cho tín hiệu mã số ở vị trí số 1. Nếu vị trí số nhỏ là 010 thì lấy x3 ghép với số nhỏ gán cho mã số ở vị trí số 2. Tương tự cho 3 trường hợp còn lại, gán cho mã số 3, mã số 4, mã số 5. Và các trạng thái còn lại của vị trí số nhỏ thì không thực hiện gì cả, xem như là null, kết thúc lệnh khê. Ngược lại, nếu điều kiện này sai là đang chọn chế độ hiển thị số to, khi đó lệnh if sẽ thực hiện nhánh else, vòng lặp for sẽ thực hiện và tiến hành giải mã số to giống như các bài trước đã trình bày. Sau khi tiến hành giải mã xong cho số nhỏ hoặc số to, ta lấy tín hiệu mã số thứ 0 gán cho tín hiệu ngõ ra số to từ bit thứ 40 đến bit thứ 47, tương tự cho các mã số thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 cho tín hiệu số to còn lại, kết thúc chương trình cho khối giải mã số to nhỏ. Tiếp theo là chương trình con cho khối LCD gắn dữ liệu hai số to nhỏ phần khai báo entity. Mã số to đơn vị, mã số to chục là hai bọt ngõ vào 48 bit. Đơn vị tần số, chục tần số cũng là hai bọt ngõ vào 4 bit. Trạng thái to nhỏ là bọt ngõ vào 1 bit. Enable SS, enable up down là hai bọt ngõ vào 1 bit. LCD hàng 0, 1, 2, 3 là các bọt ngõ ra 160 bit. Phần kiến trúc khai báo các tín hiệu trung gian SS3 cho đến SS0. Bỏ tín hiệu là 8 bit, UD3 đến UD0, bỏ tín hiệu là 8 bit, to nhỏ 2, 1, 0, bỏ tín hiệu là 8 bit, begin, bắt đầu mô tả các lệnh của kiến trúc. Đây là process dùng để hiển thị trạng thái stop hoặc run, tùy thuộc vào giá trị của tín hiệu enable SS giống như các bài trước đã trình bày. Đây cũng là process thứ hai dùng để hiển thị trạng thái đếm xuống down, đếm lên up, căn cứ vào giá trị của tín hiệu enable up down giống như các bài trước đã trình bày. Đây là process mới dùng để hiển thị trạng thái to nhỏ. Nếu tín hiệu trạng thái to nhỏ bằng 0 thì thực hiện 3 lệnh gán chữ to cùng với ký tự khoảng trắng cho 3 tín hiệu tương ứng, to nhỏ 2 cho đến to nhỏ 0. Ngược lại, nếu trạng thái to nhỏ bằng 1 thì thực hiện 3 lệnh gán chữ nhỏ cho 3 tín hiệu to nhỏ 2 cho đến to nhỏ 0. Tiếp theo là các lệnh gán cho tín hiệu LCD hàng 0. Với 10 lệnh gán đầu tiên dùng để hiển thị chuỗi đếm, hiển thị số 2 chấm. Tiếp theo là các lệnh gán để hiển thị trạng thái to nhỏ. Tiếp theo là 6 lệnh gán còn lại cho tín hiệu LCD hàng 0 để hiển thị mã số to hàng chục, mã số to hàng đơn vị từ bit thứ 24 đến bit thứ 47 giống như các bài trước đã trình bày. Tiếp theo là các lệnh gán cho tín hiệu LCD hàng 1 dùng để hiển thị trạng thái run hoặc stop, hiển thị trạng thái up hoặc down giống như các bài trước đã trình bày. Đây là hai lệnh gán dùng để hiển thị chục tần số và đơn vị tần số trên hàng 1 của LCD, hai ký tự khoảng trắng và hiển thị mã số to hàng chục, mã số to hàng đơn vị từ bit thứ 0 đến bit thứ 23 ở hàng 1 của LCD, giống như các bài trước đã trình bày. Tiếp theo là viết chương trình cho các khối con chia 10 hiển thị 4 tần số, đếm 2 số SSUD, LCD khởi tạo hiển thị số to, đếm 1 bit button, debug button, làm hẹp xung, đếm 1 bit. Các khối này đã được thực hiện ở các bài trước, tiến hành add copy vào bài tập 639 này, xem như là bước thứ 3 đã thực hiện xong.
Bây giờ ta sang bước thứ tư. Đây là kết quả của bài tập 639 sau khi viết xong, gồm có các file như sau. Đây là file cho chương trình chính, có tên là đếm hai số SSUD, hiển thị LCD số to nhỏ button. Bên trong có các khối con, IC1 là Jimmy Enable, IC2 là hiển thị 4 tần số, IC3 là đếm 1 bit button, bên trong có 3 khối con, IC4, IC5 là 2 khối đếm 1 bit button còn lại, IC6 là khối đếm 2 số SSUD, IC7 là khối giải mã số to nhỏ, IC8 là khối giải mã số to nhỏ thứ 2, IC9 là khối LCD gán dữ liệu 2 số to nhỏ, ICA là khối LCD khởi tạo hiển thị số to, cuối cùng là file gán chân. Sau đó mở các chân từ button 0 đến button 3, switch 01, CK hệ thống, switch power. Tín hiệu ngõ ra gồm có LCD RS, LCD E, LCD Power và LCD DB. Tiến hành tổng hợp, rồi nạp file cấu hình vào chip FPGA, sau đó chuyển sang bước thứ 5. Tiến hành quan sát kết quả. Trước khi quan sát kết quả, chúng ta cần xác định các thành phần trên kit FPGA. Đây là chip FPGA mang mã số XC3S500E BW208. Đây là cặp nút nhấn Reset, cặp nút nhấn Enable SS, cặp nút nhấn Enable Up Down, cặp nút nhấn button 3 dùng để chuyển đổi số to nhỏ, 2 switch dùng để lựa chọn 4 tần số. Còn đây là LCD 20x4 với hàng không đang hiển thị chuỗi đếm hiển thị số 2 chấm và đang hiển thị số to, cho nên trạng thái đang hiển thị chữ to. Còn hàng 1 đang hiển thị trạng thái stop cùng với trạng thái đang chọn là đếm lên, tần số đang chọn là 01, giá trị đếm số to đang là 00. Hàng 2, hàng 3 đang hiển thị các chuỗi tùy ý. Và bây giờ mời các bạn quan sát. Như vậy, yêu cầu của bài tập 639 đã thực hiện xong. Các bạn xem phần trình bày, có vấn đề nào chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hành bài tập 639 này.